Lầu Năm Góc đã đặt giả thuyết người ngoài hành tinh có lẽ đã đến hệ mặt trời và gửi các táo con ẩn nấp đâu đó để nghiên cứu những hành tinh như trái đất. Đó là giả thuyết được đặt ra trong một dự thảo tài liệu vừa được công bố. Tác giả của dự thảo là ông Sean Kilpatrick, giám đốc văn phòng giải quyết vấn đề bất thường của Lầu Năm Góc, ARO, và ông Abraham Loeb, người đứng đầu khoa thiên văn học của Đại học Harvard. Văn phòng giải quyết vấn đề bất thường của Lầu Năm Góc, thiết lập tháng 7 năm 2022, có nhiệm vụ theo dõi các vật thể trên bầu trời, dưới nước và trong không gian vũ trụ. Fox News hôm 22 tháng 3 dẫn nội dung dự thảo viết: vật thể liên sao nhân tạo có thể là một phi thuyền mẹ phóng thích nhiều phi thuyền con trong lúc thực hiện cuộc hành trình gần trái đất. Ông Loeb và Lầu Năm Góc cho rằng có lẽ phi thuyền của người ngoài hành tinh đã đến hệ mặt trời. Đặc biệt, ông Loeb nghi ngờ rằng Oumuamua, một thiên thể liên sao đi ngang Thái Dương Hệ năm 2017, chính là phi thuyền mẹ và có thể triển khai nhiều phi thuyền mini mà con người chưa nhận ra. Với thiết kế hợp lý, những phi thuyền nhỏ có thể đến được trái đất hoặc những hành tinh khác của hệ mặt trời để nghiên cứu. Theo báo cáo, các nhà thiên văn học không thể phát hiện sự tồn tại của các phi thuyền này vì chúng không phản xạ đủ ánh sáng để lọt vào ống kính của các kính viễn vọng hiện tại. 6 tháng trước khi Oumuamua tiến gần đến trái đất, một thiên thạch đường kính 1 mét đã lao xuống địa cầu. Thiên thạch này được đặt tên IM2, không liên quan đến Oumuamua, nhưng đã gợi ý cho Loeb về khả năng phi thuyền con đến trái đất bằng cách tương tự.